Vấn đề tiếp theo là của anh Hòa, cùng là chế độ chính sách, rồi nhiệm chất độc giác cam, rồi đất đai, thì vấn đề này cũng trùng rồi, chúng tôi sẽ xử lý vào cái buổi tiếp xúc sau. Vấn đề tiếp theo, thì đấy thì cái câu trả lời thì tôi nói là sai rồi đúng không ạ, phải sắp tới ta xử lý thôi. Còn thì ai nữa thì tôi đề nghị là lần đào sàn, cầm chỉ việc cầm kê và thông báo cho bà con. Nhưng ai nữa còn bức xúc cho chị Linh thì phải, chúng tôi sẽ sẵn sàng xử lý. Có rất nhiều vấn đề, các vấn đề tuyên truyền pháp lý, tuyên truyền về pháp luật. Huyện chúng ta có hội đồng tuyên truyền giáo dục về pháp luật. Thế nên cái luật này là rất quan trọng và không tuyên truyền đến cho cán bộ viên cho bà con biết thì tôi nghĩ là ủy ban nhân dân huyện làm thì sẽ nên. Tôi cho rằng vấn đề tuyên truyền pháp luật là vấn đề thường xuyên. Luật của chúng ta xây dựng khác rồi và rất đương nhiên, luật không đi vào cuộc sống thì được sửa, đúng không ạ? Cho nên vấn đề tuyên truyền pháp luật này chúng tôi sẽ kiến nghị ủy ban nhân dân huyện, các ngành của tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, không chỉ của luật người cao tuổi đâu mà tất cả các luật để mà tuyên truyền người dân người ta hiểu, để người ta thực hiện theo đúng pháp luật. Vấn đề này chúng tôi xin tiếp thu và chúng tôi sẽ có kiến nghị cụ thể.